Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tập 19. Dân Phi, cứu mạng. Em đồng ý gả cho anh. Giọng nói của Lâm Tư Hàn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ra khỏi cửa giáo đường. Người mặc đồ đen buông đổ Dân Phi ra, bắt đầu lui lại. Đoàn người chấn kinh không nhỏ, lúc này mới đem trái tim treo cao lôi xuống, vỗ vỗ ngực, đều thấy bản thân may mắn vì vẫn còn sống. Rõ ban ngày thế này, lại có người ngang nhiên cầm súng tới cướp cô dâu. Dân Phi thất vọng ngã ngồi xuống đất. Cô dâu đã không có, hôn lễ này cũng không cần dùng. Vốn tưởng rằng hạnh phúc ngay trước mắt, nghĩ không ra. Lạnh Phong. Trong miệng của anh lạnh lùng mà bứt ra hai chữ này, run rẩy nắm chặt nắm tay, hung hăng nện lên thảm đỏ. Thù cướp vợ này, há lại không báo chứ. Chương 118. Chiếm giữ. Trở về biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong liền hung hăng đẩy cửa xe, xuống xe ôm trọn người bên kia, một tay lấy Lâm Tử Hàn kéo từ trong xe ra. Ôm cô hầm hầm mà đi đến phòng ngủ trên tầng 2. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Sao anh lại có thể phá hỏng hôn lễ của người khác như vậy? Tử Hàn tức giận đánh vào lưng anh. Người sau lại có bộ dạng như được gãi ngứa, tiếp tục động tác của mình. Cô lại có thể dám lừa anh đi kết hôn, nhưng lại giấu giếm tốt như vậy. Nếu như không phải người anh an bài bảo vệ cho cô báo cáo cho anh nghe, anh cũng không biết có chuyện lần này. Lãnh Phong, Tiêu Ký Phạm, anh không sao chứ, anh nói đi. Lâm Tư Hằng rống to hơn, tự tiêu khiển, tự vui vẻ. Tên khốn! Lời mắng chửi người vẫn chưa nói ra toàn bộ, Lâm Tư Hằng liền cảm giác được thân thể mình bay lên không. Sau một đường vòng cung hoàng mỹ nặng nề mà rơi vào trên giường lớn mềm mại, ngay sau đó là bị thân thể khỏe mạnh của anh mãnh lực đè xuống. Anh muốn làm gì? Cút ngay! Lâm Tư Hàn bị dáng vẻ của anh làm cho sợ hãi, kinh hãi mà khua khoắng chân tay. Anh không phải là dự định cường bạo cô chứ? Em có đúng là rất muốn kết hôn hay không? Rất muốn đàn ông phải không? Lãnh Phong bóp cầm cô, căm tức nhìn cô, hai mắt có những tia máu đỏ tươi, bị cô chọc tức rồi. Em... Lâm Tư Hàn khẩn trương không thể nói rõ. Sự trầm mặc của cô lại làm cho lửa giận của Lãnh Phong càng tăng lên. Bàn tay lớn thô lỗ xé mảnh lụa trắng trên người cô, thô bạo hôn không chút nào ôn nhu rơi xuống trên người cô để trút hết lửa giận trong lòng. Không cần... Không muốn như vậy, không muốn như vậy. Lâm Tử Hàn thét chói tai. Lúc này anh thật đáng sợ, rất dọa người. Cô chẳng qua là tìm một người đàn ông để kết hôn mà thôi. Sao lại chọc đến anh chứ? Trên đời này làm sao có người bá đạo như vậy? Nói, em còn muốn lấy chồng hay không? Lãnh Phong rống giận, hoàn toàn không có ý phải dừng lại. Em không lấy. Ồ... Cô không bao giờ lấy nữa. Người đàn ông này thật là một tên biến thái. Cô cũng không dám trêu chọc anh nữa. Lãnh Phong cuối cùng cũng không cướp đoạt cô nữa, nhẹ nhàng mà hôn lên nước mắt trên mặt cô, môi chuyển qua bên tai cô, mềm nhẹ nói. Nói em không thích Đỗ Dân Phi. Em không thích Đỗ Dân Phi. Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn nói. Lúc này, dù cho muốn cô nói không thích mẹ mình, cô cũng sẽ không chút do dự nói ra. Chỉ cần anh đừng dọa người như thế là tốt rồi. Anh không hài lòng nói. Không thích hắn, vì sao còn muốn gả cho hắn? Lâm Tử Hàn dùng hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt vô tội nói. Là anh bức em nói không thích anh ấy. Cô cũng không thể bởi vì bị anh hù dọa như thế thì quên việc chính đi. Nói như thế này là em yêu hắn. Không có sự phê chuẩn của anh, em không dám nói. Giọng nói càng thêm oan uổng tràn ra từ miệng cô. Chết tiệt!
Lãnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, xem ra cô rất khó đối phó. Không hung hăng mà giáo huấn cô một trận căn bản cô không nhớ rõ. Dám quyên thuyên danh như thế. Một trận mây mưa thất thường qua đi. Lãnh Phong thỏa mãn xoay xuống từ trên người cô. Nhìn cô bị chà đạp không thể động đậy, dáng tươi cười tà ác liền hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh rất đắc ý sao? Lâm Tử Hằng hàm chứa lệ quan sát anh, trong lòng tủi thân cực kỳ. Vô duyên vô cớ là bị anh ăn sạch sẽ, nhưng cô lại có thể còn rất thích bị bắt nạt như thế. Lãnh Phong ôm lấy eo nhỏ của cô, nghiêm mặt nói. Anh mặc kệ em là bởi vì lý do gì gả cho Đỗ Vân Phi. Tóm lại, nếu như em còn dám chơi đùa kiểu này nữa, anh sẽ lại làm ra loại chuyện như hôm nay. Tử Hằng cả giận. Anh sao có thể giả mang không có đạo lý như vậy? Em thích kết hôn với ai? Anh có tư cách gì quản? Anh chính là người không có đạo lý, em không biết sao? Tử Hằng trừng mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra từ trên giường bò xuống, không vui nói. Em phải đi về. Trở về làm gì? Tiếp tục kết hôn sao? Chỉ sợ chú rể cũng đã thương tâm đến chết. Bây giờ trở về có điểm đã quá muộn hay không? Dân Phi... Lâm Tư Hằng khẽ lẩm bẩm. Đúng. Dân Phi hiện tại nhất định khổ sở muốn chết. Mà cô lại có thể còn ở nơi này cùng người đàn ông khác phóng đãng. Cô thật sự đã quá có lỗi với Đỗ Dân Phi. Thế nào? Đau lòng? Anh đưa tay ra. Một lần nữa ấn cô lại về giường. Bàn tay ấm áp hờ hững mà chạy xuống cổ cô. Cô thoạt nhìn có bộ dạng rất lo lắng cho Đỗ Dân Phi. Lẽ nào cô thực sự thích hắn sao? Nghĩ đến điểm đó, tay anh đột nhiên dừng trên cổ cô. Thật muốn cố sức dặn ra, dặn từng đoạn cổ cô. Tiếc mối hận trong lòng. Cô là của anh. Vĩnh viễn đều không thể yêu người đàn ông nào khác. Anh không dùng lực mà dặn cổ cô, mà là gắt gao ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo âu của cô, ôn nhu mở miệng nói. Tự Hằng, không được yêu người khác, được chứ? Vĩnh viễn cũng không được. Tự Hằng kinh sợ, nghi hoặc mà quan sát anh. Làm sao lại đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy? Vừa nãy vẫn còn có bộ dạng như bị đả kích cơ mà. Ngữ khí của anh nghe rất chân thành. Cô muốn nói cho anh biết mình cũng không yêu người đàn ông nào khác, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cũng không nói gì. Bởi vì cô căn bản là không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào nữa. Lâm Tử Hằng lo lắng lắng mà tắm sạch sẽ, thay quần áo nữ hầu đưa tới, đi ra khỏi phòng tắm. Bộ áo cưới hoa lệ của cô, Lãnh Phong đã sớm sai người đem đi đốt bỏ. Một hôn lễ tốt đẹp lại bị hủy như thế. Nhưng mà vì sao trong lòng của cô lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đây? Lẽ nào cô thực sự không muốn gả cho Đỗ Dân Phi như vậy? Cô bây giờ phải trở về. Tiểu thư Tuyết còn không biết ở đâu. Hơn nữa, cô cũng phải đi về xử lý hôn lễ bị gây náo loạn một chút. Tay còn chưa chạm tới cửa, cánh cửa đã bị người ta đẩy ra. Nếu như không phải cô tránh mau, đầu nhất định đã sưng đỏ. Chương 119. Sự giam cầm của ác ma. Mẹ! Tiểu thư Tuyết cười hì hì gọi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lâm Tử Hằng. Bảo bối, sao con lại tới đây? Tử Hằng ngồi xổm người xuống, kinh ngạc và đánh giá con bé. Vừa định nghĩ đến cô bé lại xuất hiện. Thực sự là mẹ con liên tâm nha. Tiểu thư Tuyết lớn tiếng nói. Chú Nghị dẫn con tới đó. Tử Hằng sửng sốt, nhìn Lãnh Phong ở phía sau tiểu thư Tuyết. Nghĩ không ra anh còn quan tâm như vậy. Biết cô sẽ lo lắng cho tiểu thư Tuyết đưa nó đến bên người cô. Cô còn cảm động cái gì? Là anh bắt cô đến nơi đây. Con rất không khách khí phá hủy hôn lễ của mình, cô nên thoá mạ anh mới đúng. Phải mắng thì em cứ mắng chửi đi, đừng dồn ép anh gây ra tội. Lãnh Phong toàn thân màu đen, một tay xỏ vào quần.
Ta ta tựa ở cạnh cửa, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thiên biến dạng quá của cô, trên mặt toát ra dáng tươi cười tà ác. Lâm Tử Hàn không chịu được, kích động chửi ầm lên, trừng mắt với anh. Em cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm, bây giờ mau đưa bọn em về nhà. Lãnh Phong cũng không đem sự tức giận của cô để vào mắt. Anh quyết định sai tới cùng. Anh muốn làm gì? Tử Hàn nghĩ mà sợ đánh giá anh. Trải qua sự kiện cướp dâu lần này, cô đã triệt để mà tin tưởng anh thật sự là một ác ma. Đoạt hôn, cướp cô dâu của cảnh sát. Anh thật là to gan lớn mật nha. Trên đời này, còn có chuyện gì anh không dám làm đây? Phong ca, em rất ngạc nhiên mà hỏi một câu. Trên đời này có thứ gì mà anh không sợ đây? Lâm Tử Hàn mỉa mai liếc anh. Lãnh Phong nhìn chằm chằm cô, không suy nghĩ nhiều, bình tĩnh nói. Có. Thứ gì? Cô đột nhiên hiếu kỳ. Là sư tử, hổ hay là phụ nữ? Anh sợ em lần thứ hai chạy đi kết hôn. Lời nói khiến người ta học máu tràn ra từ trong miệng anh. Anh cũng không phải đang nói đùa. Trên đời này, không có thứ gì mà anh sợ hãi. Nhưng anh chính là sợ cô biến mất hoặc là bị người đàn ông khác chạm vào, bởi vì cô chỉ có thể là của anh. Lâm Tử Hàn làm một động tác học máu, ghé vào trên chân ghế dựa, ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt của anh cũng không giống như là đang nói đùa. Lẽ nào anh là thuộc về cái loại người thích nói đùa khiến người khác vui cười sao? Cho nên, từ giờ khắc này, em cứ an an tâm tâm ở chỗ này thôi. Em không phải muốn từ chức sao? Anh phê chuẩn. Nghĩ đến lý do cô từ chức là vì muốn kết hôn, trong lòng Lãnh Phong không có cách nào bình ổn được. Anh cũng đã biết chuyện Tiêu phu nhân đến công ty. Tuy rằng Lâm Tử Hàn vẫn không thừa nhận là bởi vì Tiêu phu nhân mới lẩn tránh anh, nhưng tuyệt đối cũng cái chuyện này không thoát khỏi liên quan. Lâm Tử Hàn kinh hãi, thất thanh thét to. Anh đây là muốn nhốt em sao? Đúng vậy. Lãnh Phong lạnh lùng kiên định. Chỉ có như vậy, em mới có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, không phải sao? Anh cũng không muốn cứ ba ngày thì hai ngày lại lo lắng. Cô có đúng lại ở cùng Đỗ Vân Phi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Em vì sao phải ở lại bên cạnh anh chứ? Em nhìn anh đã thấy ác cảm, buồn nôn. Vậy cũng chỉ có thể để em uất ức, nhẫn nại một chút. Lãnh Phong nói xong, dắt tay Tiểu Thư Tuyết xoay người rời đi. Xa xa truyền đến giọng nói cưng chiều của anh. Này, chú Lãnh mang cháu đi bơi có được hay không? Được, được. Tiểu Thư Tuyết hưng phấn đáp lại. Kẻ phản bội! Lâm Tử Hàn điên cuồng gào thét trong lòng. Chỉ có thể khóc không ra nước mắt, quay lại phòng ngủ lớn ngay người. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến giọng nói cung kính của nữ hầu. Lâm Tiểu Thư, tiên sinh nói chị buổi trưa chưa ăn cơm, ăn trước chút điểm tâm lót dạ thôi. Chết đói cũng không liên quan đến anh ta, ném đi! Tử Hàn căm giận mở miệng nói. Nhắc đến ăn, bụng cô bắt đầu rất không chịu thua kém mà kêu lên. Nữ hầu không dám không theo, bưng điểm tâm xoay người lui ra ngoài. Tử Hàn chán nản. Sao lại đi chứ? Như thế, giọng nói của cô rất không có cốt khí. Quay lại. Lâm Tiểu Thư, có chuyện gì không? Nữ hầu vẫn đang cung kính lễ độ. Lâm Tử Hàn đưa tay nhón hai cái kẹo lạc, giả vờ bình thản nói. Đi xuống đi. Nữ hầu nhịn ý cười, cúi đầu đi ra ngoài. Nghĩ thầm, cô gái này thật sự là quá đáng yêu. Lâm Tử Hàn dùng hai tay trái phải làm trợ thủ nhét kẹo lạc vào trong miệng, vòng quanh hành lang gấp khúc dựa theo trong ấn tượng. Trong ký ức đi xuống dưới lầu, bởi vì phòng ở quá lớn, cô thật vất vả mới tìm được cầu thang để đi xuống. Trước cửa biệt thự là một bãi biển siêu rộng lớn. Sóng biển gầm lên giận dữ một lần, lại một lần vỗ lên bãi cát được ánh nắng mặt trời chiều chiếu lên vàng óng ánh. Tại một điểm xa hơn của bãi cát, hai bóng dáng, một lớn một nhỏ đi qua đi lại, thoạt nhìn chơi đùa rất vui vẻ. Đi chơi cũng không báo cho người ta. Lâm Tử Hàn bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đi đến chỗ hai người đang chơi đùa vui vẻ kia.
Phần trên cơ thể Lãnh Phong để trần do mặc quần tắm, bọt nước dọc theo thịt màu mạch nha của anh chảy xuống, gợi cảm lại tà mị. Lâm Tử Hàn hơi rũ mắt xuống, lại có chút không được tự nhiên. Tuy rằng quan hệ với anh cũng đã không như trước, cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy thân thể anh, nhưng một lần nữa nhìn thấy vẫn có cảm giác làm cho cô mặt đỏ tim đập như cũ. Mẹ! Một tiếng gọi của Tiểu Thư Tuyết phụ họa thêm. Lâm Tử Hàn hoảng sợ kêu một tiếng, tất cả nước biển ướt át chảy từ trên đỉnh đầu cô chảy xuống mặt. Còn chưa kịp nổi cáo, liền nghe được tiếng cười to ha ha của Tiểu Thư Tuyết. Lâm Thư Tuyết! Tử Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, giọt đi tới. Dám đùa giỡn ngay cả mẹ của mình. Mẹ bắt không được con đâu. Tiểu Thư Tuyết ướt sũng cả người, cười khanh khách trốn phía sau Lãnh Phong. Nhìn vẻ mặt giật giật của Lâm Tử Hàn, chán điệu thật là đắc ý. Mẹ, con bắt không được con sao? Lần này không chỉnh đốn lại con, mẹ không cùng họ với con. Không có việc gì, dù sao nó vẫn cùng họ Lâm với cô. Lâm Tử Hàn đứng ở trước mặt Lãnh Phong dương ma chưởng ra với con bé, cũng không quản mình dán vào một người đàn ông có bao nhiêu bất lịch sự. Chú Lãnh, chú phải cứu cháu nha. Tiểu Thư Tuyết ở phía sau Lãnh Phong kêu la. Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, quyết định giúp nói việc này. Hai tay vòng qua eo nhỏ của Lâm Tử Hàn, làm cho cô càng thêm dán chặt vào mình. Anh buông ra. Tử Hàn đẩy đánh hai tay của anh lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì hai người bọn họ luôn luôn hợp lại bắt nạt cô chứ? Chương 120. Tình yêu. Thấy Lãnh Phong không có ý muốn buông tay ra, Lâm Tử Hàn ngẩng mặt lên nhìn phía anh, đột nhiên bị nhu tình thật sâu trong mắt của anh hấp dẫn. Lâm Tử Hàn bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đi đến chỗ hai người đang chơi đùa vui vẻ kia. Phần trên cơ thể Lãnh Phong để trần do mặc quần tắm, bọt nước dọc theo thịt màu mạch nha của anh chảy xuống, gợi cảm lại tà mị. Lâm Tử Hàn hơi rũ mắt xuống, lại có chút không được tự nhiên. Tuy rằng quan hệ với anh cũng đã không như trước, cũng đã rất nhiều lần nhìn thấy thân thể anh, nhưng một lần nữa nhìn thấy vẫn có cảm giác làm cho cô mặt đỏ tim đập như cũ. Mẹ! Một tiếng gọi của Tiểu Thư Tuyết phụ họa thêm. Lâm Tử Hàn hoảng sợ kêu một tiếng, tất cả nước biển ướt át chảy từ trên đỉnh đầu cô chảy xuống mặt. Còn chưa kịp nổi cáo, liền nghe được tiếng cười to ha ha của Tiểu Thư Tuyết. Lâm Thư Tuyết! Tử Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, giọt đi tới. Dám đùa giỡn ngay cả mẹ của mình. Mẹ bắt không được con đâu. Tiểu Thư Tuyết ướt sũng cả người, cười khanh khách trốn phía sau Lãnh Phong. Nhìn vẻ mặt giật giật của Lâm Tử Hàn, chán điệu thật là đắc ý. Mẹ, con bắt không được con sao? Lần này không chỉnh đốn lại con, mẹ không cùng họ với con. Không có việc gì, dù sao nó vẫn cùng họ Lâm với cô. Lâm Tử Hàn đứng ở trước mặt Lãnh Phong dương ma chưởng ra với con bé, cũng không quản mình dán vào một người đàn ông có bao nhiêu bất lịch sự. Chú Lãnh, chú phải cứu cháu nha. Tiểu Thư Tuyết ở phía sau Lãnh Phong kêu la. Lãnh Phong khẽ cười một tiếng, quyết định giúp nói việc này. Hai tay vòng qua eo nhỏ của Lâm Tử Hàn, làm cho cô càng thêm dán chặt vào mình. Anh buông ra. Tử Hàn đẩy đánh hai tay của anh lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì hai người bọn họ luôn luôn hợp lại bắt nạt cô chứ? Chương 120. Tình yêu. Thấy Lãnh Phong không có ý muốn buông tay ra, Lâm Tử Hàn ngẩng mặt lên nhìn phía anh, đột nhiên bị nhu tình thật sâu trong mắt của anh hấp dẫn. Anh cúi người xuống, hôn lên môi cô, một lần nữa thưởng thức hương vị thuộc về cô. Hương vị kia anh vĩnh viễn đều nếm không đủ.
Tử Hằng trừng trừng hai mắt dưới thế tiến công nhu tình của anh, yếu ớt nhắm mắt lại. Hai tay không tự chủ được ôm lấy tấm lưng trần của anh, thâm tình đáp lại nụ hôn của anh. Lại không để ý tới người ta. Tiểu Thư Tuyết bất mãn lầm bầm, không vui ngồi ở bãi cát tự chơi một mình. Sau một hồi, Lãnh Phong buông môi cô ra, dừng ở vẻ mặt e thẹn của cô cười nhẹ. Em sao lại luôn luôn dễ dàng đỏ mặt như vậy? Tử Hằng càng thêm quẩn bách. Ban ngày ban mặt, cùng một người đàn ông ôm tới ôm lui, không đỏ mặt mới là lạ. Anh cho rằng ai cũng giống như anh, da mặt dày sao? Em là tới nói với anh một tiếng, em cần phải trở về. Vì không để cho mình xấu hổ chết, cô phải nhanh mà nói sang chuyện khác. Thấy sắc mặt của anh lại bắt đầu thay đổi, cô vội nói. Em đồng ý với anh, sẽ không tái giá. Lãnh Phong chầm chầm nhìn cô mỉa mai. Chuyện em đồng ý, không phải vài câu có thể chân chính làm được. Trước cô cũng đã đồng ý với anh là không trốn tránh anh, kết quả sao? Trốn dưới gầm bàn giáo đường. Lâm Tử Hằng mất hứng nói. Không nên nói như vậy nha, người ta cũng có nỗi khổ. Làm sao lại nói cô thậm tệ như vậy? Em có nỗi khổ gì? Nói nghe một chút. Người ta thực sự phải đi về, em cứ đi như thế, Giang Khiết nhất định lo lắng cho em. Đỗ Dân Phi nhất định lo lắng muốn chết, thương tâm muốn chết. Nửa câu sau cô không dám nói ra khỏi miệng. Cô cũng không muốn có thể rước lấy sự tức giận của ác ma này. Em xác định em có thể làm được, không có bất cứ quan hệ nào với Đỗ Dân Phi. Lãnh Phong nhìn cô một lần nữa, xác nhận. Nói đi. Anh nói trước, hôn lễ ngày hôm nay không thành, nếu như em còn dám có quan hệ gì với hắn. Anh không cần phải đe dọa em nữa. Em biết anh lợi hại, hơn nữa, biến thái. Tên đàn ông biến thái, chuyện gì đều cũng làm được. Biết là tốt rồi, chân trời góc biển, đời này em cũng đừng mong trốn được anh. Lãnh Phong nói rất tàn nhẫn, cũng là nói từ trong lòng, anh chính là nghĩ như vậy. Lâm Tử Hằng lớn tiếng hứa hẹn. Em dùng cuộc sống thê thảm bi thương của mình đảm bảo, tuyệt đối không lấy chồng. Lãnh Phong thỏa mãn gật đầu khẽ cười. Hy vọng lời đảm bảo của em hữu dụng. Nếu không, anh sẽ cho cuộc sống thê thảm bi thương của em càng thêm thê thảm. Đe dọa rất là dọa người. Lâm Tư Hằng dắt Tiểu Thư Tuyết đi vào sân, liền thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Văn Khiết đang chờ ở bậc thang trước phòng. Nhìn thấy cô, trái tim đang treo ngược lên cuối cùng cũng rơi xuống, kinh ngạc mà đánh giá cô. Nghiêm túc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Văn Khiết, em cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại sự tình này. Lâm Tư Hằng vô tội nhìn chị. Quên đi, em đi vào trước đi, ngày mai nói cho chị biết là được rồi. Dương Văn Khiết chỉ gian nhà, liếc Lâm Tử Hằng nháy mắt với cô. Trong lòng nàng lo lắng, sau khi do dự một chút đi vào trong phòng. Các loại hoa, đồ dùng hôn lễ rơi lả tả xuống đất. Cô chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhìn Đỗ Dân Phi ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa. Dân Phi thấy cô trở về, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười ôn nhu, đứng dậy yếu ớt đi về phía cô, sau đó dắt tay cô. Tử Hằng, đã khuya, chúng ta về nhà thôi. Nói xong dùng tay kia đi dắt tay Tiểu Thư Tuyết. Dân Phi. Tử Hằng ái náy khẽ gọi một tiếng, rút tay nhỏ bé bị anh nắm tại bàn tay rộng lớn. Dân Phi, xin lỗi. Tử Hằng, vì sao phải nói xin lỗi với anh? Đỗ Dân Phi sâu lắng dừng ở cô hỏi. Anh thoạt nhìn rất trầm tĩnh, nhưng mà có ai biết được trong lòng của anh có bao nhiêu hoảng sợ? Hoảng sợ đến rung lên. Dân Phi, em yêu chính là Lãnh Phong, vẫn đều chỉ yêu anh ấy, cho nên
Em không thể gả cho anh. Anh biết. Đỗ Dương Phi nâng mặt cô lên dịu dàng. Không phải nói rồi sao? Anh cho em thời gian quên hắn, mặc kệ bao lâu. Em quên không được anh ấy. Tử Hà nghênh đón ánh mắt của anh, buồn bã mà lắc đầu. Đỗ Dương Phi nóng nảy gầm nhẹ. Em không thể thích Lãnh Phong. Hắn là một tên tội phạm sống ở bên bờ sinh tử. Một ngày nào đó, hắn sẽ rơi vào lưới pháp luật. Em không biết, em cái gì cũng không biết. Dân Phi, xin anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Cô không muốn nghe đến lời nói kinh tâm động phách như thế. Sợ hãi nghe loại lời nói như thế. Lãnh Phong trải qua cái gì cô không rõ ràng lắm. Nhưng mà cô lại là thật tâm mà lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện. Đỗ Dương Phi chăm chú nắm hai vai cô loạn choạng. Tử Hàn, xin em hãy hiểu sự thật một chút, có được hay không? Em biết là em có lỗi với anh, nhưng mà em không muốn nghe đến anh nói anh ấy không tốt, bởi vì anh ấy ở trong lòng em vẫn đều rất tốt. Em đã hết thuốc chữa! Đỗ Dương Phi nổi giận gầm lên một tiếng buông vai cô ra. Lâm Tử Hàn nức nở. Mặc kệ là kết quả gì, đều là chính em lựa chọn. Dân Phi, anh trở về đi. Chuyện ngày hôm nay, thật sự rất xin lỗi. Em không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Lãnh Phong, đều là Lãnh Phong kia làm hại. Anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối Dân Phi tàn bạo mà nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nếu như không có hắn ta, anh và Lâm Tử Hàn đã là vợ chồng. Chương 121. Bị đánh lần thứ anh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cuộc sống luôn luôn phải qua đi, làm cũng phải tiếp tục đi. Lâm Tử Hàn vô tình ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, lại ngoài ý muốn thấy Tô Lâm Lâm vốn nên bay đi ý đứng ngoài sân, vẻ mặt giận dữ nhìn mình. Lâm Tử Hàn sững sờ dè dặt gọi. Lâm Lâm! Cậu đứa vô sĩ này! Tô Lâm Lâm một người cất bước tiến lên, hùng hằng tát lên mặt Lâm Tử Hàn. À! Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Ồ, má trái của cô, má trái đáng thương của cô đều nhanh bị đánh sưng phồng. Tô Lâm Lâm chưa đã nư, hướng cô rống giận. Lâm Tử Hàn, cậu sao lại có thể làm ra chuyện quá đáng như thế? Chuyện biến thành như vậy, cậu bảo Dân Phi biết để mặt vào đâu? Mình... Lâm Tử Hàn muốn nói lại thôi. Cô muốn nói cô không phải cố ý. Nhưng mà cô xác xác thật thật là từ chối Đỗ Dân Phi, xác xác thật thật là khiến cho anh không chịu nổi. Cậu không muốn lấy chồng, lúc trước lẽ ra không nên đồng ý với anh ấy. Mình đem anh ấy tặng cho cậu, nhưng cậu lại đối xử với anh ấy như vậy. Tô Lâm Lâm tức giận hét. Lâm Lâm! Văn Khiết đi tới từ phía sau, vội vàng kéo Tô Lâm Lâm kích động không ngừng nói. Chuyện không liên quan tới Tử Hàn. Tình huống lúc đó cậu không tận mắt thấy, không có quan hệ gì tới Tử Hàn. Lâm Lâm bỏ tay chị ra, vẫn như cũ căm tức nhìn Tử Hàn. Vậy bây giờ sao? Bây giờ cậu không phải nên ở trong nhà Đỗ Dân Phi sao? Lâm Lâm! Giang Khiết! Chị không cần nói nữa. Là em có lỗi với Dân Phi. Em sai rồi. Em không nên nhất thời xung động đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Lâm Tử Hàn, hoặc là cậu từ nay về sau vui vẻ cùng sống với anh ấy, hoặc là cút khỏi cuộc sống của anh ấy. Mình từ nay về sau cút khỏi cuộc sống của anh ấy. Lâm Tử Hàn chỉ chần chờ như vậy một chút, liền nói ra miệng. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ lời cậu nói ngày hôm nay. Lâm Lâm nói xong, cuối cùng sau khi liếc mắt nhìn cô, xoay người rời đi. Lâm Tử Hàn làm ra loại chuyện này, cô cảm thấy bản thân không cần phải nhường nhịn cô ta nữa. Bằng không,
Đỗ Dân Phi sớm muộn có một ngày sẽ bị cô làm thương tổn đến chết. Lâm Tư Hàn xoa má trái nóng bỏng, ngồi trước bàn làm việc chỉnh lý lại ngăn tủ tài liệu. Từ Nhạc Phong nhìn cô thương cảm, không có yêu cầu cô giúp đỡ, một mình đi ra ngoài làm việc. Đương nhiên anh là không có quên báo cáo với tổng tài đại nhân thân ái một chút chuyện bát quái. Chân trước mới vừa đi, Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mặt cô, đánh giá má trái sưng đỏ của cô, đè xuống cảm giác đau lòng, dùng khẩu khí cực kỳ không có nhân tình nói: em lại trêu chọc ai đó? Không trêu chọc ai. Sáng sớm hôm nay thức dậy, nhớ tới chuyện thiếu đạo đức hôm qua làm, tức giận rất nhiều, thưởng bản thân một cái tát. Tử Hằng tức giận nói: cô đời này thì xung khắc với phụ nữ, khắp nơi luôn nhận được cái tát. Lần sau, khi người khác muốn đánh em, chủ động dâng má phải lên, cho má trái thời gian bảo dưỡng một chút nhé. Giọng nói tà mị rất tự nhiên, nhẹ nhàng đi ra từ miệng anh. Lâm Tử Hằng chán nản trừng mắt với anh. Anh thật đúng là có lòng đồng tình nha. Nếu như không phải bởi vì anh, cô có bị tát thành hoài như vậy không? Hình như em mỗi một lần chịu đòn đều là anh tạo thành mà. Lâm Tử Hằng nghiến răng nghiến lợi nói: còn có mặt mũi ở chỗ này nói móc cô à? Thẹn ý hiện lên vẻ mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm. Anh đi tới từ bên cạnh bàn làm việc, bóp thuốc mỡ, dùng ngón trỏ chạm lên mặt cô, nhẹ nhàng xoa tới. Thân thể Lâm Tử Hằng vô ý thức tới gần, loại động tác thân mật tiếp xúc này bị đồng nghiệp thấy không tốt. Tiêu Ký Phàm lãnh đạm liếc nhìn cô nói: yên tâm đi, thuốc này là dùng riêng cho em, không có bôi qua chân. Còn dùng riêng cho cô chứ? Lâm Tử Hằng thiếu chút nữa văng ra, nhưng rất nhanh liền bị nhu tình của anh chinh phục. Quá ra anh là đặc biệt dội tới đưa thuốc cho cô. Anh sao phải đối với mình tốt như vậy, khiến cho cô muốn oán hận anh đều hận không nổi. Cô cảm kích quan sát anh. Cảm ơn anh. Tiếng cảm ơn này của cô chỉ biết khơi mào sự không hài lòng của Tiêu Ký Phàm. Cái gì mà không cần giúp đỡ? Bởi vì anh rất không thích nghe đến lời nói xa lạ như vậy từ miệng cô nói ra. Chàng lạnh lùng mở miệng: sau này khi em muốn cảm ơn anh, chỉ cảm ơn trong lòng là được. Cảm ơn ở trong lòng, đó có ý gì? Lâm Tử Hằng đương nhiên biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng mà cô vẫn còn không có thói quen thân cận với thân phận tổng tài của anh. Anh lúc này làm cho cô cảm thấy mình rất đê tiện. Dù sao, anh thiếu chút nữa chính là vị hôn phu của Duẩn Ngọc Hân. Nhớ tới Duẩn Ngọc Hân, Tử Hằng đứng lên nói: tổng tài, anh đi về trước đi, em muốn làm việc. Ngọc Hân chắc chắn đặt đầy cơ sở ngầm bên cạnh cô. Thấy Tiêu Ký Phàm giúp cô xoa thuốc như vậy, không tức điên mới là lạ. Ký Phàm nhìn cô lập tức gật đầu: anh đi cũng được, thời gian tan ca chờ anh, biết không? Đã biết. Mỗi lần cô đồng ý chuyện gì đều rất lớn tiếng, thế nhưng không có mấy lần làm được. Chờ anh mới là lạ. Thời điểm mới vừa tan ca, Lâm Tử Hằng liền lấy túi sách lên chuồn mất. Không phải là bởi vì cô không muốn, thật sự là mấy ngày nay trong lòng rất mâu thuẫn, căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Dân Phi nhiều ngày an tĩnh cuối cùng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Tử Hằng. Sau khi trải qua sự kiện kia, trên mặt của anh có thêm một loại gọi là ưu thương. Loại này cuối cùng có thể làm cho trong lòng Lâm Tử Hằng càng thêm khó chịu, đều là bởi vì cô mới có thể biến thành như vậy. Ba ba Đỗ, con rất nhớ ba nha. Tiểu Tư Tuyết nhào vào trong lòng của anh rất xung xoe reo lên. Đúng không? Ba ba Đỗ cũng nhớ Tiểu Tư Tuyết. Dân Phi bế thân thể nhỏ bé của con bé lên cười đi ra ngoài. Tử Hằng quýnh lên đuổi theo. Dân Phi, anh muốn dẫn nó đi đâu? Dân Phi xoay người lại nhìn cô cười khổ. Tử Hằng, anh chỉ là giống thường ngày đưa nó đi ra ngoài chơi, em sao lại khẩn trương thành như vậy? Chương 122.
Mưu kế của Đỗ Dân Phi. Em không phải khẩn trương, chỉ là... Tử Hằng không được tự nhiên, ha ha cười nói. Tử Hằng, chúng ta đã lâu không cùng ra ngoài chơi. Đỗ Dân Phi có chút gian nài trong mong nhìn cô. Nàng biết tâm tư của anh, sững sờ đứng tại chỗ do dự. Hiện tại đi ra ngoài cùng anh tựa hồ không quá thích hợp. Nhưng mà, nếu như từ chối anh thì... Mẹ, mau lên, mau lên! Tiểu thư Tuyết Dục cảm thấy chơi là chuyện nó vui sướng nhất. Quán gì đến các trạng thái của người lớn lúc đó là cái gì, không có quan hệ gì tới nó. Tử Hằng nhìn ánh mắt hưng phấn của tiểu thư Tuyết, nhìn lại biểu tình chờ đợi của Đỗ Dân Phi, không thể làm gì khác hơn là đi theo, lên xe Đỗ Dân Phi đổ trước sân. Mỗi người nắm một tay tiểu thư Tuyết đi vào khu vui chơi của trẻ em. Nhìn tiểu thư Tuyết chơi như đi như dại, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Nếu như có thể như vậy mà qua hết cả đời thì tốt biết bao nhiêu. Dân Phi nhìn Lâm Tử Hằng bên cạnh, loại nguyện vọng này tựa hồ đã không có khả năng. Muốn mộng tưởng trở thành sự thật, chỉ có nhanh bắt Lãnh Phong thu vào lưới pháp luật. Nhưng mà việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Lãnh Phong thật sự là quá mức thần bí. Tử Hằng, em và Lãnh Phong hiện tại ở chung phải không? Trên bàn cơm, Dân Phi mỉm cười hỏi. Tử Hằng sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn anh. Anh sao lại đột nhiên hỏi về Lãnh Phong? Hơn nữa, chỉ dùng khẩu khí yên trầm tĩnh như vậy để hỏi. Dân Phi nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, ôn nhu cười. Anh đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, chuyện tình cảm phải thuận theo tự nhiên mới tốt. Anh không trách em. Tử Hằng dè dặt hỏi thăm. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt sao? Đỗ Dân Phi lắc đầu. Anh cho tới bây giờ sẽ không có trách em. Anh không nên ngăn em yêu Lãnh Phong. Không nên biết rõ em yêu anh ta còn muốn em kết hôn với mình. Tử Hằng cảm động nhìn anh. Cảm ơn anh, Dân Phi. Ồ, chỉ cần anh nghĩ thông suốt là tốt rồi. Không có việc gì, ta tốt rồi. Chúng ta vẫn giống như trước, vẫn là bạn tốt, được chứ? Dân Phi xòe bàn tay ra, phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô thật thà nói. Lâm Tử Hằng ra sức mà gật đầu. Đây là điều cô hy vọng nhất nha, làm bạn tốt giống như trước. Sự mừng rỡ của cô là làm cho Đỗ Dân Phi càng thêm đau lòng. Anh nhịn xuống một bụng đau, tiếp tục nói. Cho nên, anh hiện tại chỉ lấy thân phận bạn tốt quan tâm em, bởi vì anh biết Lãnh Phong là một nhân vật rất nguy hiểm. Em... Dạ anh ấy rất tốt. Tử Hằng thấy anh quan tâm, cảm động ở trong lòng. Anh ta đối xử tốt với em là anh an tâm rồi. Đỗ Dân Phi buông mắt xuống, đầu đang suy tư kế tiếp nên nói cái gì. Anh ta vẫn rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, có lẽ là đang tìm ngôi sao thiên thần. Bọn họ còn chưa tìm được ngôi sao thiên thần sao? Vật kia rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Tất cả mọi người lại liều mạng tìm nó. Chỉ là một viên kim cương thôi. Người có tiền như Tiêu Khí Phàm mua bao nhiêu mà không nổi. Dân Phi nhíu mày, cân nhắc một chút mở miệng nói. Cụ thể anh cũng không biết. Khi đang nói chuyện thì chạm vào tay Lâm Tử Hằng. Nghiêm mặt nói. Tử Hằng, em có thể giúp anh một chuyện hay không? Tử Hằng cả kinh rút tay bị anh nắm. Anh muốn em giúp anh cái gì? Dân Phi nhìn liếc tay trống rỗng buồn bã nói. Buồn bã nói. Cảnh sát tuy rằng một mực truy tìm tung tích ngôi sao thiên thần, lại ngay cả nó rốt cuộc có ảo diệu gì, thế nào cũng không tìm ra. Anh muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì? Tử Hằng bật cười, dùng ngón trỏ chỉ mình. Dân Phi, anh tìm nhầm người rồi. Em ngay cả ngôi sao thiên thần bộ dáng gì nữa cũng không biết. Làm sao có thể biết nguồn gốc hay bí mật của nó? Dân Phi cười. Em muốn biết còn không dễ dàng sao? Trong tay Lãnh Phong có một phần tư liệu về ngôi sao thiên thần. Bên trong ghi lại cụ thể bí mật và nguồn gốc của ngôi sao thiên thần.
Anh không nói cho cô, bên trong còn ghi cụ thể lại tất cả phong ba những năm gần đây ngôi sao thiên thần gây nên, bao gồm hành vi phạm tội trùng trùng của Lãnh Phong. Anh muốn em đi theo Lãnh Phong lấy tư liệu của ngôi sao thiên thần. Tử Hàn kinh ngạc nhìn anh. Lãnh Phong luôn luôn không thích cô hỏi đến chuyện Diên Kim Cương, làm sao có thể cho cô tư liệu. Dương Phi lắc đầu. Em ở cùng anh ta thì đã rõ ràng. Anh ta khẳng định sẽ không cho em. Nhưng mà em có thể cầm bản gốc tài liệu lén photo một phần đi ra. Cũng có thể trong máy vi tính lưu trữ. Em chỉ cần dùng USB copy ra là được. Như vậy không được. Quên đi. Chúng ta không nên biết rằng thì tốt hơn. Muốn cô đi trộm thứ gì đó của Lãnh Phong. Cô dù sao vẫn cảm thấy làm như vậy là không tốt. Hơn nữa, bị Lãnh Phong phát hiện, không tiêu diệt cô mới là lạ. Dân Phi vỗ vỗ tay cô an ủi. Chỉ là một phần tư liệu về Kim Cương, không có ảnh hưởng gì tới anh ta. Anh thật sự rất muốn biết ngôi sao thiên thần là thứ gì. Em giúp anh đi mà. Tử Hàn nhìn vẻ mặt gian nài trong mông của anh, gắng gượng gật đầu một cái. Để em xem. Nếu có cơ hội, em giúp anh photo một phần. Thật tốt quá, cảm ơn em. Dương Phi thoải mái nói, chỉ cần biết Lãnh Phong từng nay làm qua cái gì, anh chỉ cần đi tìm chứng cứ là được. Vật kia thực sự không ảnh hưởng tới Lãnh Phong. Tử Hàn lo lắng xác nhận nói, cô cũng không quên anh là cảnh sát. Cục diện cùng Lãnh Phong là thế bất lưỡng lập, không đứng chung với nhau được. Đương nhiên không có, chỉ là giới thiệu một phần tư liệu ngôi sao thiên thần mà thôi. Dân Phi lộ ra bộ dạng tùy ý, cười giả dối. Đúng không? Tử Hàn, anh lừa em khi nào chưa? Hình như là không có lừa dối. Làm Tử Hàn lúc này mới gật đầu, dùi đầu dùng đũa gắp đồ ăn. Dân Phi cũng trầm mặc. Nếu như Lâm Tử Hàn có thể giúp anh việc này thì thật là tốt quá. Tư liệu của ngôi sao thiên thần chắc hẳn cô xem cũng không hiểu, cho nên anh không cần phải lo lắng cô sẽ bởi vì phát hiện dị thường mà không giao cho mình. Quý vị thính giả thân mến, Cô Vợ Bỏ Trốn của Sát Thủ Tổng Tài tập 19 sẽ được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê. Lê Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you.